Sau nhiều tháng gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh mới đây, chuyến bay đầu tiên của Vietjet từ thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa đã mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách. Được biết là chuyến bay đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa của Vietjet đã hết chỗ vài tiếng sau khi được công bố. Từ sáng sớm, hành khách đã có mặt tại sân bay để kiểm tra tình trạng tiêm chủng vaccine và xét nghiệm, thực hiện các thủ tục cho chuyến bay, khai báo y tế, tuân thủ quy tắc 5K, đảm bảo phòng chống dịch. Và đặc biệt, lần đầu tiên, những chuyến bay xanh của Vietjet, hành khách đã được trải nghiệm bài tập yoga cùng các động tác thở chậm, thư giãn Hiền, tạo khoảng nghỉ ngơi tập trung và thấu hiểu cơ thể từ đó cải thiện sức khỏe sau khi nối lại đường bay thường lệ thì những chuyến bay xanh sẽ góp phần đưa cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại để người dân an toàn trong trạng thái bình thường mới